Xin chào các bạn. Chúc các bạn ngày mới an lành, hạnh phúc và nhiều thành công trong cuộc sống này. Như các bạn đã biết, cái ngành quảng cáo của chúng ta rất là rộng. Ngoài phần làm bảng hiệu, rồi những cái bảng LED rồi, thì chúng ta phải cộng thêm những cái dịch vụ khác vào để chúng ta mở rộng cái phần in ấn quảng cáo chúng ta ra. Chứ đừng có chăm chăm vào một cái phần làm bảng hiệu không thì nó cũng không tốt lắm. Chúng ta phải cộng thêm phần giống như là kiểu thêm in cạc nè, in cạc, in tờ rơi, tờ gấp, rồi catalog, poster, hoặc là những cái phiếu thu, phiếu chi, phiếu giữ xe. Đó, mình phải cộng thêm nhiều mảng vô. Rồi bên cung cấp vật tư thì chúng ta sẽ cộng thêm là cung cấp standee x, rồi làm thêm những cái bảng stand, cái trendy chân sắt, rồi những cái mô hình về format, format bằng mô hình chibi, những cái cô gái chống dịch, hoặc là những cái cô gái đứng chào trước cổng những cái trung tâm triển lãm rồi đó. Rồi các bạn phải mở rộng ra, đừng có chăm chăm vào một cái lĩnh vực thôi. Nếu mà chúng ta làm không được thì chúng ta liên kết những cái đối tác bên ngoài mình ăn hoa hồng. Vì khách hàng tới một cái tiệm chúng ta, người ta đã tin tưởng chúng ta rồi thì người ta yêu cầu chúng ta sẽ làm trọn gói tất cả những cái phần ở trên đó cho chúng ta, thì bắt buộc mình phải liên kết những cái đối tác khác và coi những cái đối tác khác của mình là như anh em trong nhà, đừng có tách họ ra. Tại giờ mình có ăn, có cha cái rau ăn rau, có cháu ăn cháu thì mình chia nhau làm ha. Rồi hôm nay Hùng sẽ chia sẻ cho các bạn cách tạo ra một cái gọi là cái nem cạc. Nem cạc thì chúng ta thiết kế bằng Corel. Các bạn mở phần mềm lên, chúng ta nêu một trang mới. Rồi, chọn về center. Kích thước là 5.5 với lại ngang là 9. 9, cao là 5.5. Đó là kích thước chuẩn của một cái cạc. Các bạn phải nhớ là cái kích thước này để mỗi lần in thì cứ vậy mà gửi đi in thôi. Rồi, các bạn vẽ một cái ô xong cho một cái đường line ở dưới cho nó màu xanh chưa. Rồi nội dung chúng ta hôm nay thiết kế là áo thun ha. Thun rồi, áo thun 1.000 đó là cái tên áo thun là 1.000 ha. Phong chữ các bạn cho phong magic, cái phong này rất là đẹp. Cái phong này là của nước ngoài nên chúng ta cách điệu, không cần dùng hoa những Ctrl K rã ra cho nó sát cái này vô. Cái này cách điệu mà. Cái này lớn lên. Cái này các bạn cho màu đỏ. Rồi, cái này cho màu xanh lá. Chưa. Trên đây các bạn cho một cái logo. Logo thì cái vẽ một cái logo bình thường thôi. Rồi nhấn Ctrl Q, lít đúp vô đây, kéo ra chút xíu. Rồi các bạn cho một cái nữa vô trong. Rồi giống như kiểu cái mạc của áo á, ở giữa các bạn cho nó cái nút. Hai cái ngoài này combine lại. Rồi tất cả các này combine luôn để tạo ra một cái khối á, đổi gì màu đỏ. Này cái logo ha, Pever đó. Chip fade out đưa cái màu xanh lên trên TV.
Rồi, cái dưới cái hotline. Dưới này là chúng ta sẽ cách điều một cái phần hotline. Nói chung là cạc thì cần nội dung đơn càng đơn giản càng tốt, không cần cầu kỳ hoa hay lá hẹ nhiều quá đâu. Hotline 2 chấm 09372 0909 .000 .000 ha, cho số đẹp luôn. Rồi cái phong này các bạn cho phong thường thôi. Nếu mà các bạn không biết cái phong gì thì mình sẽ chia sẻ cái file ở dưới đường link các bạn tải về để lít vô để biết là cái phong đó phong gì. Và các bạn phải tập thiết kế càng nhiều càng tốt để cho tay cứng lên. Khi mình ra đời mình làm cho những công ty khác, người ta đâu có cho mình coi tài liệu hay là như thế nào đâu. Khi mình đi thử việc thì người ta chỉ vô coi kỹ năng của chúng ta là như thế nào. Bắt đầu người ta cần kinh nghiệm chứ người ta không cần bằng cấp đâu. Giờ bằng cấp nó cũng không có tác dụng gì đâu. Rồi tiếp dưới là chúng ta cho nội dung. Copy một cái nữa cho màu trắng. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Vũ Thiên Phát ha. Các bạn có tên gì thì các bạn để vô đó. Nó là ví dụ thôi, mình ví dụ thôi. Giờ nội dung này là mình làm bài tập mà. Các bạn có nội dung gì thì các bạn thay vô. Rồi. Địa chỉ. Thay lại UTM. Lít vô đây ha. UTM Center. U. Cái này nó lít vô cái này nè. U nè, T nè, M nè, tab ra nè, Center nè, Enter đó. Cái này cũng đổi về Center luôn. 2.366 Nguyễn Thị Tú gạch ngang Bình Tân đó. Ví dụ vậy á. Giờ cái này hoa các bạn, hoa hoa đầu chữ lên. Chọn text trên cấp. Giờ cạc cái đồ là một trong những cái cần thiết của mỗi công ty, mỗi thành là công ty thành lập là chúng ta phải làm trọn gói luôn, từ cạc này, hóa đơn này, phiếu thu, phiếu chi, rồi cả là bản tên luôn mình cũng làm nữa, bản tên đổ keo để móc trên áo nè cũng phải làm luôn. Chứ cái gì mình cũng làm đó, khách hàng đã đưa hết cho chúng ta thì chúng ta làm hết nguyên bộ luôn. Các bạn làm không được thì các bạn phải cho để đi gia công ăn phần hoa, phần trăm hoa hồng ít thôi cũng được, không cần nhiều, nhưng mà chúng ta giữ được khách hàng. 2.028.000 đó, ví dụ vậy đây. Rồi phát 2.028.000 một đó, ví dụ ha, các bạn về thay cái nội dung, do mình chỉ để cái thông tin thôi. Đó, đây là cái logo nha. Cái logo các bạn có thể chuyển màu sắc chút xíu. Rồi áo thùng này cũng vậy.
Giờ cái này mình không cần bật ra được, mình nối nó lại Ctrl L ha. Thì nó khoảng cách nó rộng thì các bạn chọn cái shape tool đẩy nó sát qua chút. Để mình giữ lại cái phông cho các bạn, khi mà các bạn trong máy mình phông đã chia sẻ cho các bạn rồi, các bạn về nạp phông vô là sẽ có được. Rồi cái này nhỏ là chút. Khi các bạn mà thiết kế là xung quanh này này, đừng có sát quá, dưới này cũng đừng có cho sát. Khi mà máy nó sẽ cắt á, nó sẽ chặt một cái là nó sẽ phần này nó sẽ mất chữ. Nếu các bạn để sát chữ quá là nó sẽ mất, và bên đây cũng vậy, bên đây cũng vậy. Rồi, cái phần đó là phần trước của một cái bài tập này là bài tập 31 ha. Chung cũng ráng làm cho các bạn được những cái bài tập hay hay cho các bạn có kinh nghiệm để ra mình đi thiết kế rồi nó vững vàng hơn. Nêm cạc. Rồi phần sau, trước đây là phần trước, các phần sau thì các bạn một là bỏ bên đây hay là để bên đó cũng được, cái là tùy. Phần sau thì bỏ hết, chỉ lấy một cái nền thôi. Chưa, các bạn cho nó một cái icon, cái hình vuông, hình chữ nhật. Chọn cái set tool như cái bài 30 là Hùng đã chia sẻ là cách bo góc rồi đó. Bo kiểu này. Được chưa? Còn ví dụ á như như bài đó là bài trước Hùng đã chia sẻ những cái cách mà bo, ví dụ mà giờ Hùng nói lại một chút xíu nè, ví dụ cái star này. Nó khoảng 16. 10. Không phải. Cái này là Ctrl Z lại đi. Ví dụ cái star đó. Đây này 16 này. Nhưng mà cái góc này bo thì như thế nào? Thì như bài trước Hùng đã chia sẻ là các bạn là vô chọn vô Window, chọn Distort, chọn Object Property. Chọn vô góc đây. Behind view. Rồi tăng cái này lên là nó sẽ bo góc. Đó là cái bài tập trước. Nhưng bài tập chúng ta bài tập này thì không cần. Chúng ta chỉ cần bo bằng công cụ shape tool thôi. Rồi, copy lại này. Cái này đổ màu trắng. Cho qua một xuống cái nữa. Chưa. Rồi, cái tắt này kéo qua một cái bên đây để cho tạo ra một hai đối tượng. Group tất cả đối tượng này lại, nhấn CE vô giữa. Shift lại cái khung á, nhấn C với E. Rồi cái icon Hùng đã chuẩn bị sẵn cái icon rồi, các bạn chúng ta sẽ chỉ cần đưa cái icon. Đây, icon chúng ta cần xử lý đây. Với lại những cái thông tin đến sau á. Rồi, copy một cái này đưa qua. Trước khi kiểm tra lại cái phần đánh chữ ở đây này ha. Du lịch.
chuyển về phòng chữ. Cái phần này các bạn cho nó nhỏ lại để quan sát, để cái thông tin này nó rộng lên này, nó bự lên, cho nó màu đen. Áo thun siêu thị. Áo thun đội nhóm ha. Nhóm. Rồi. Dụ cái này mà các bạn cần thì cho nó lớn lên chút xíu nữa cho nó thông tin nó dễ đánh, thì kéo rộng cái này ra chút. Bỏ ba cái phần bên đây đi, delete nó đi. Chọn ba cái này kéo qua. Rồi, ship lại cái khung đẩy xuống dưới, nó sẽ nổi cái hình lên. Chờ. Đồng phục học sinh. Đây là đã áo thun thời trang. Rồi bên đây là thun quảng cáo sự kiện gì đó, xuống hàng sự kiện. Đó, ví dụ vậy. Cao cấp mình thêm thông tin gì đó tùy mình. Du lịch rồi picnic gì đó. Ví dụ vậy. Ở đây siêu thị này, siêu thị. Siêu thị. Siêu thị có lẽ rồi, ví dụ vậy thôi. Rồi ví dụ cái này sinh viên. Rồi bên đây hàng một, hàng một và bên kia hàng hai ha. Các bạn để cho nó sau cũng được. Cái đó là chỉ là thông tin thôi. Nhà khi chúng ta thiết kế sẽ khách hàng sẽ cung cấp thông tin, còn các bạn chỉ đây là chỉ làm bài tập. Rồi cái phần này các bạn cũng phải đổ màu chuyển sắc dưới thì cho nó màu xanh non. Cái này đổi phông chút xíu đi. Cho này màu cam đi. Rồi. Rồi khi mà các bạn xong, làm xong các bạn phải duyệt lại cái nội dung là cái này phải to hơn một chút này. Đó, cách điệu ra. Sát vô cái này luôn. Cái này ôm vô này. Cái này rút lại. Hai này cũng rút lại để canh giữa. Xuống chút con nó dính cái logo bên đây. Ví dụ thông tin công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Hưng Phát QC, thì
ví dụ vậy á. Rồi cái này các bạn nếu mà muốn chữ chữ đầu chữ nhẹ thì cái chữ này phải cho hoa đầu đầu chữ, còn những cái chữ viết tắt là bắt buộc phải viết hoa nha. Đó. Những cái chữ viết tắt này là bắt buộc phải hoa, những cái chữ này có thường được. Rồi cái phông này có thể đổi cho nó phông nó cứng hơn chút. Ở đây cái phần này mà chữ mình bỏ cho không có chân luôn á thì nó dở cái là khi nó nhìn nó không rõ. Các bạn có cho heo cũng được, không cần quan trọng đâu đâu. Cái phần bên đây là được rồi. Picnic chữ này biết đúng không này, pic e is chắc là hát nữa, có thể hát nữa. Phông từ phông chữ của Việt Nam nó rất là đa dạng, các bạn cẩn thận hoặc là dính một cái là ăn ăn nguyên nồi luôn đó. Chỉ một từ thôi là nó rất là nhiều nghĩa, nghĩa của Việt Nam mình mà đâu phải như nước ngoài đâu đó. Các bạn có thể điều chỉnh trong này một chút xíu gì đó tùy sở thích của mỗi người. Còn cái phần này đơn giản vậy rồi, áo thun này này đưa nó lên chút xíu. Đây cũng vậy, canh nó giữa tâm. Ok, vậy là cái bài chúng ta chia bạn Hùng đã chia sẻ cho các bạn cái bài thực hành cái một cái nem cạc rất là đơn giản mà đẹp, không cần cầu kỳ lắm đâu, chỉ có thầy hiện đủ nội dung đơn giản và khách hàng chỉ cần nhìn lên đọc cái là đầy đủ thông tin là được rồi. Vậy là chúc các bạn nhiều may mắn thành công, cũng mong là đem được những gì lợi ích cho các bạn, giúp ích trên cái đường đời trong công việc thiết kế của các bạn. Rồi bye bye, chào các bạn, chúc các bạn hẹn gặp lại các bạn những cái video sau nha, bye bye.